đó là một là kim loại và nguyên chất, hai là kim và ba là trắng, cái này là hai cạnh đó. Và chúng ta quan tâm đến trạng thái cân bằng. Ở đây muốn nói gì nói là chúng ta phải có trạng thái cân bằng. Chúng ta sống ở đâu đấy, trong các lĩnh vực không phải những lĩnh vực và lĩnh vực khác cũng vậy, cái trạng thái cân bằng bao giờ cũng cần. Như vậy trong các học sinh có thấy là chúng ta học tất cả các biển động nó dần đều nhưng cái trạng thái quan trọng nhất là trạng thái trượt đều của nó. Và trượt đều đều đương nhiên nó là một nó rất học không vì nó đương nhiên thì cái gì chẳng phải là cái đó. Tiếp theo là nghiên cứu hai vấn đề chính là tập tin phương thức vật liệu và tập tin cơ học của cái này cũng tham gia nghe cũng nghe cá nhân cả cái loại là cái lưu hình cần tăng trí các môn học.